Ngày 28 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam 2 tháng với Nguyễn Tuấn Tài, sinh năm 1995, ngụ thành phố Cần Thơ, trú phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, chiều ngày 25 tháng 8, một nam thanh niên say xỉn gây rối trật tự công cộng tại khu nhà trọ số 91, khu phố Bến Cát, phường Phước Bình. Nhận tin báo, Công an phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã cử tổ công tác gồm Đại úy Trần Minh Hiếu và Thượng úy Hoàng Bảo Anh đến hiện trường giải quyết. Tuy nhiên, Tài không hợp tác mà còn dùng tay đấm vỡ gương soi mặt rồi dùng mảnh kính vỡ tấn công tổ công tác. Dù đã nhanh chóng khống chế nhưng do đối tượng quá hung hăng nên Đại úy Hiếu đã bị thương ở vùng đầu. Sau đó, Tài được đưa về trụ sở công an. Qua test nhanh, Tài có nồng độ cồn trong máu lên đến 0,412mg một lít khí thở.